Hồ Quang Hiếu kể chuyện bị rơi ví và mất 10 triệu đồng nhưng dân tình lại giận tím người. Những fan cứng hay hóng Hồ Quang Hiếu trên TikTok cũng biết, anh này đã không còn không cảm xúc nữa mà đã trở thành vựa muối siêu chất lượng trong showbiz. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng Hồ Quang Hiếu nay đã thành danh hài rồi, cứ đu chen và khoe clip pha trò quên cả đi hát. Thế Hồ Quang Hiếu mặn đến mức nào? Nên nam ca sĩ kể chuyện bị mất ví có nhiều giấy tờ cá nhân và 10 triệu đồng tiền mặt là rõ. Chưa kịp chia buồn, dân tình đã phải thả ha ha và cười xỉu ngang vì Hồ Quang Hiếu lầy quá. Câu chuyện bắt đầu bằng việc Hồ Quang Hiếu đăng tơi tớt nóng đầy đủ thời gian và thông tin để thông báo việc bị mất ví. Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu chia sẻ, vào lúc 22 giờ 30 phút mình trên đường về nhà thì bị rớt một cái ví, trong đó có một cà vẹt xe, một chứng minh nhân dân với 10 triệu tiền mặt. Kèm theo sau status này là hàng loạt dấu chấm kéo dài. Vừa đọc câu đầu, dân tình đã thi nhau và hỏi thăm. Có người còn nhiệt tình hỏi luôn địa chỉ nghi rơi ví để hỗ trợ Hồ Quang Hiếu tìm lại tài sản. Nhưng hóa ra, qua cả tháng 4 rồi mà dân tình vẫn bị thả một cú lừa thôi cũng mừng cho anh vì không bị mất ví. Nhưng bị Hồ Quang Hiếu trêu khiến dân tình giận tím người. Vừa qua, Hồ Quang Hiếu đã cho ra mắt trở lại sản phẩm âm nhạc mang tên Người Khóc Cùng Anh. Ca khúc là một câu chuyện buồn kể về chàng họa sĩ bị mù, nhưng luôn có người bạn gái kể cận chăm sóc. Dù từng bị bố mẹ đối phương ngăn cản chuyện đến với nhau, nhưng với tình yêu mãnh liệt, cả hai đều cùng nắm tay và vượt qua sóng gió. MV sau khoảng 4 ngày lên sóng hiện đã lọt thẳng top 5 trending YouTube cùng hơn 1,8 triệu lượt xem. Thế nhưng, cách mà netizen đón nhận sản phẩm âm nhạc của Hồ Quang Hiếu mới là đáng nói. Hồ Quang Hiếu vốn là ca sĩ, thế nhưng phía dưới phần bình luận, ai ai cũng bảo anh chàng này là danh hài chuyển sang làm ca sĩ đấy chứ. Nguyên nhân của việc này là do trong suốt quãng thời gian im hơi lặng tiếng rất dài vừa qua, Hồ Quang Hiếu đã trở thành người chơi hệ TikTok khi thực hiện vô vàn clip hài hước. Từ nấu ăn, làm trò ảo thuật cho bạn bè hay làm theo trend trên TikTok đều thu hút hàng triệu lượt xem. Vì chiếm sóng trên mạng xã hội quá lâu, chăm chỉ sản xuất các clip hài quá mà không có tín hiệu comeback, nên dân tình quên luôn việc Hồ Quang Hiếu vốn là ca sĩ. Fan mới biết tới còn tưởng anh chỉ là một hiện tượng TikTok nào đó. Một số clip gây sốt mạng xã hội của Hồ Quang Hiếu khiến cho anh trở thành danh hài trong mắt các fan. Điển hình như clip thử thách uống nước thu về tới 7,8 triệu view, clip làm chen thuốc đánh răng cũng thu về 4,2 triệu view, clip làm ảo thuật cực lầy thu hút 1,3 triệu view. Mới đây Hồ Quang Hiếu bị chỉ trích vì cười giữa đám tang bố Hiếu Hiền. Cụ thể, vừa qua bố ruột của diễn viên Hiếu Hiền là nhạc sĩ Đức Lang, tên thật là Phạm Hiếu Đức, đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đến viếng tại nhà Hiếu Hiền có khá đông nghệ sĩ như NS Cát Tường, vợ chồng Ốc Thanh Vân, Tấn Bo, Tấn Beo, Quang Hiếu. Trên mạng xã hội liền xuất hiện đoạn clip quay lại khung cảnh tại đám tang của nghệ sĩ Đức Lang. Trong đó, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã có mặt từ sớm để chia buồn cùng đàn anh. Nhưng thái độ của giọng ca con bướm xuân lại gây tranh cãi. Khi tới dự đám tang, ai cũng u buồn, thậm chí là khóc nghẹn trước sự mất mát, thì Hồ Quang Hiếu lại tươi cười, thậm chí đưa tay vẫy chào khi bước ra về. Biểu cảm của anh ngay lập tức gây ra nhiều ý kiến chê chiều trên mạng xã hội. Đa số mọi người đều chỉ trích Hồ Quang Hiếu thật kém duyên khi tới dự đám tang của cố nghệ sĩ. Anh Hiếu cười tươi quá, đi đám tang mà mặt như đi gặp người hâm mộ vậy trời. Không hiểu là cậu ấy đi chia buồn kiểu gì mà vui thế, hành động đáng lên án. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng trong đám tang của bố ruột Hiếu Hiền, giọng ca con bướm xuân đã gặp lại một số người anh em, nên anh cũng cần phải cười chào thay vì để nét mặt nặng nề. Hay khi ra về, anh bắt tay với anh em nên phải vui vẻ là điều hợp lý. Giữa ồn ào, Hồ Quang Hiếu đã nhanh chóng đưa ra phản hồi với truyền thông. Anh nói rằng lúc đó anh đang cười, đưa tay vẫy chào các bạn quay phim và đó là phép lịch sự tối thiểu cần phải có. Hồ Quang Hiếu giải thích, thật sự mọi người hiểu lầm và làm quá vấn đề lên thôi. Lúc ra về, tôi bắt tay chào anh Hiếu Hiền và lịch sự đưa tay chào các bạn quay phim. Đó là phép lịch sự tối thiểu, chẳng lẽ tôi phải khóc mới được. Tôi nghĩ khán giả nên hiểu rõ vấn đề trước khi phán xét.